Chụp đèn có mực là Samsung, có chiều dài 60 và chiều ngang 34, hai màu trên một chụp đèn. Chụp được làm bằng inox 304 không hay gì. Bảy mươi lăm phần trăm trắng và 25% vàng. Để tạm mực, mời cả nhà ra ngoài để xem thực tế nhé. Ở đây mình sử dụng bình ắc quy 30A xe máy điện và cả nhà xem ánh sáng thực tế. Đây là màu vàng ẩm, 25% ánh sáng của cái đèn nhé cả nhà. Rồi mình sẽ bật lên 100%, bật ánh sáng trắng lên cả trắng lẫn vàng. Cả nhà xem góc sáng rất rộng nhé. Bà con cô bác ai có nhu cầu đặt hàng xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0834 495 9169, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho mình để mình tư vấn. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye, chào mọi người, goodbye.